Ai rồi thi đại học, rồi thi đại học là lúc ấy còn chung với nhau nữa không hay là mỗi đứa một ngành? Lúc mà quen nhau được một năm mà lúc đó là tụi em là hết. Hết quen hả? Hết quen. Nghĩa là quen nhau một năm là hết phổ thông trung học là không quen nữa. Dạ đúng rồi. Lý do vậy? Hay kể vào đó đi. Dạ thì hồi đó cũng trẻ con lắm chị, em lên nhà anh thích chơi á, kế nhà anh là có bán kem, em nói là anh ơi đi mua kem cho em ăn, anh không chịu đi mua, em hờn xong cái em về em chia tay anh luôn. Ủa vậy thôi đó hả? Dạ vậy thôi á. Kem thôi đó. Lúc đó là bé lớp 11 hay lớp dạ em lớp 10, còn em lớp 10, bé này lớp 11. Dạ đúng rồi. Rồi vì một cái cây kem mà không chịu đi mua mà chia tay nhau. Em ơi, cây kem nó đâu có nhiều tiền, tại sao em không mua kem? Cái hồi đó là cái tiệm kem á, là tiệm của bạn thân em. Hồi đó là em với bạn thân đang hờn nhau á, nghỉ chơi á. Ừ, đang giận nhau đó. Đúng rồi, cái thành ra là mình không có qua được. Mà đó là bạn trai. Đúng rồi, bạn trai. Hai thằng bạn trai nhau đúng mà không? Đang nhau. Nổi điên mà làm sao qua được đúng không? Dạ. Bạn bé này nó không biết. Đúng rồi. Cho nên giận em luôn. Nó cứ nặng nặc nó đòi mua kem, dạ, nghỉ đó... chơi cho rồi đi. Ủa nhưng mà tại sao không mua kem chỗ khác mà nhất quyết phải làm mua kem chỗ đó? Thì em thấy gần nhà nó em đi mua chi tiện luôn. Nhưng mà em có biết cái lý do vợ mình giận là vì cái nguyên nhân là cái kem không chung? Không anh, không biết luôn anh. Ủa sau này hả? Biết luôn á. Dạ đúng rồi. Sau này mới biết luôn. Lúc đó là tụi em giận nhau luôn. Khi đó là giận là thời gian đó là em tốt nghiệp xong. Là em đi học, vô Sài Gòn học. Rồi em buồn á, em mới nghỉ học, em đi đăng ký nghĩa vụ quân sự, đi 2 năm. Chào hai em. Chào chị Em Vân ạ, chào anh Út Thuận ạ. Sao có căng thẳng không, mặt buồn vậy? Em thấy cô vợ rất tươi nè. Thấy rung hả? Không biết rung. Mời em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Sĩ Trung, quê ở Bình Định, em đang làm ở Sài Gòn. Em đang quản lý cái cửa hàng sửa chữa điện thoại. Trung đang nhiêu tuổi rồi? Em 31. 31. Dạ. Trung quản lý cái cửa hàng vậy chứ Trung có chữa được điện thoại không? Dạ có chị. Ồ vậy đó, cái cửa hàng điện thoại đó ở đâu? Cửa hàng em ở bên quận 3 chị. Quận 3 hả? Dạ. Ồ chút xíu xin địa chỉ nha. Dạ. Đường gì nói luôn đi. 237-64 Trần Văn Đan. Trần Văn Đan. Rồi, rồi mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Thuận ạ. Em là Thủy Linh, em hiện tại là đang ở Bình Định. Hai vợ chồng cùng quê đúng không? Dạ. Công việc của Linh. Dạ hiện tại thì em ở nhà với con, với có mở một tiệm photo nhỏ ở nhà luôn. Rồi. Hai vợ chồng bây giờ hiện giờ đang ở Sài Gòn luôn. Dạ chứ... không, hiện tại anh là ở Sài Gòn còn em là đang ở Bình Định. Ủa em đang ở Bình Định hả? Dạ em. Rồi nuôi con ở Bình Định luôn. Dạ em. Một mình con. Anh lên Sài Gòn luôn. Dạ. Dạ. Em có bầu con nhỏ đúng cái đợt dịch đợt Tết năm đó đó chị. Rồi anh đã cho ba mẹ con em về quê ở. Anh nó kỹ tính lắm. Con mấy tuổi rồi? Dạ con em hiện tại là 15 tháng. 15 tháng đúng rồi. Linh dưới Trung là hai bạn là cùng quê hương với nhau, cho nên là hai bạn là quen nhau từ ở quê đúng không? Tình cảm của hai bạn là gắn kết với nhau là từ cái hồi mà các bạn còn là học sinh đúng không? Dạ. Dạ đúng rồi, hay quá. Chưa? Lần đầu tiên. Chưa? Lần đầu tiên luôn. Là hai đứa quen nhau Bình Định hả? Dạ ở quê luôn vậy. Quen nhau sao này? Quen cái hồi từ hồi mà chat Yahoo á. Em lớp 10-11, giờ em là lớp 10. Mà chat sau nói chuyện quen cuối cùng là giờ em là sát nhà ngoại em luôn. Sát nhà ngoại luôn. Ngờ là như là hàng xóm. Dạ suốt ngày cứ nói đi với má là con về ngoại nha má. Mà thật ra là ghé nhà ngoại một tí rồi xong lại ghé qua nhà em. Không có nhà em. Cứ nghĩa là năm lớp 11 là bắt đầu biết nhau. Bao lâu thì các em mới gặp mặt nhau ngoài đời? 3-4 tháng gì đó. 3-4 tháng. Bao lâu thì mới đầu có chủ động là tỏ tình? Thì khoảng thời gian đó luôn anh. 3-4 tháng là tỏ tình luôn. Dạ. Hai đứa là học chung với nhau lớp bắt đầu 11. Rồi bắt đầu em lên 12 rồi thi đại học. Rồi thi đại học là lúc ấy còn chung với nhau nữa không hay là mỗi đứa một ngành? Lúc mà quen nhau được một năm mà lúc đó là tụi em là hết. Hết quen hả? Hết quen. Nghĩa là quen nhau một năm là hết phổ thông trung học là không quen nữa. Dạ đúng rồi. Lý do vậy? Em kể vào đó đi. Dạ thì hồi đó cũng trẻ con lắm chị, em lên nhà anh thích chơi á, kế nhà anh là có bán kem, em nói là anh ơi đi mua kem cho em ăn, anh không chịu đi mua, em hờn xong cái em về em chia tay anh luôn. Ủa vậy thôi đó hả? Dạ vậy thôi á. Kem thôi đó. Lúc đó là bé lớp 11 hay lớp dạ em lớp 10, còn em lớp 10, bé này lớp 11. Dạ đúng rồi. Rồi vì một cái cây kem mà không chịu đi mua mà chia tay nhau. Em ơi, cây kem nó đâu có nhiều tiền, tại sao em không mua kem? Cái hồi đó là cái tiệm kem á, là tiệm của bạn thân em. Hồi đó là em với bạn thân đang hờn nhau á, nghỉ chơi á. Đang giận nhau đó. Đúng rồi, cái thành ra là mình không có qua được. Mà đó là bạn trai. Đúng rồi, bạn trai. Hai thằng bạn trai nhau đúng mà không? Đang nổi điên mà làm sao qua được đúng không? Dạ. Bạn bé này nó không biết. Đúng rồi. Cho nên giận em luôn. Nó cứ nặng nặc nó đòi mua kem, dạ, nghỉ chơi đó. Cho rồi đi. Ủa nhưng mà tại sao không mua kem chỗ khác mà nhất quyết phải làm mua kem chỗ đó? Thì em thấy gần nhà nó em đi mua chi tiện luôn. Nhưng mà em có biết cái lý do vợ mình giận là vì cái nguyên nhân là cái kem không chung? Không anh, không biết luôn anh. Ủa sau vậy này hả? Biết luôn á. Dạ đúng rồi. Sau này mới biết luôn. Lúc đó là tụi em giận nhau luôn. Khi đó là giận là thời gian đó là em tốt nghiệp xong.
là em đi học, vô Sài Gòn em học. Rồi em buồn á, em mới nghỉ học, em đi đăng ký nghĩa vụ quân sự, đi 2 năm rưỡi em mới về, rồi học lại. Là em về Sài Gòn học hay là về Bình Định học? Em về Quảng Ngãi em học. Về Quảng Ngãi học. Dạ. Rồi nguyên do gì mà hai đứa gặp lại nhau? Thì hồi đó là em chia tay rồi, là em có quen một mối tình khác á. Xong cái nó cũng đổ vỡ. Em cứ hay đăng status trên mạng á. Anh đây thì nhảy vô. Lúc đó có em. Facebook rồi đúng không? Dạ, lúc này có Facebook rồi. Mà anh đó kết bạn với em không biết, không nghĩ là người yêu cũ gì đâu. Hồi đó. Em cũng đồng ý, xong ảnh vô ảnh an ủi em gì đó, rồi xong về Tết về là gặp tại Bình Định á. Trong lúc đó là tụi em bắt đầu tìm hiểu lại dạ, đúng không? Vậy đó. Vậy là các bạn coi như là quen nhau một năm chỉ vì một cây kem mà coi như là mất nhau 4 năm dạ, đứt đầu. Dạ. Mà em thì không biết cái chuyện đó đúng không? Đúng rồi. Em còn thương cô này không thời điểm đó? Tới giờ là em chỉ có thương một người. Một người là người một con gái này, này. Một người. Dạ. Trong 4 năm em vẫn còn thương đúng nhớ rồi. Con này đúng không? Em vẫn tìm ngầm tìm hiểu sau á. Cái thời gian mà rảnh là cuối tuần là bộ đội là được gọi về cho người nhà đó. Là mình điện thoại mình nghe giọng chị. Mình nghe tầm khoảng vài giây là mình cúp. Em không nói là em luôn. Đúng rồi. Em chỉ có điện thoại sao em nghe. Dạ. Chàng trai si tình. Mà hồi đó thì ngồi bàn cái chị em đâu có biết số của ai đâu. Không, hồi đó là cái nghĩa là nghe gọi xong chỉ cần bên kia alo là đã cảm thấy hạnh phúc rồi đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà đến bao lâu thì em mới biết là 4 năm qua mình mất nhau là chỉ vì cái kem. Khi mà cưới anh. Lúc đó em mới hỏi lý do tại sao chia tay anh đúng không? Dạ đúng rồi. Thì cô mới nói ra là vì cây kem đó thôi. Đúng rồi. Vậy là bạn em nó hại em rồi. Bạn thân của em á, bạn bán kem của em có hại em rồi. Bạn em mới thân lại nữa chứ, mới thân lại hồi 2015 nữa chứ. Hai đứa mới thân lại luôn. Là dặn từ hồi đó luôn á. Có nghĩa là trong suốt mấy năm trời là em vẫn luôn luôn tìm hiểu về cô bạn này. Dạ, âm thầm. Sau khi mà tụi em gặp nhau ở Bình Định trở lại đó, bao lâu thì làm đám cưới? Em quen lại là hồi 2013. Là 2018 là em tụi em cưới. Trời, tới 5 năm luôn hả? 5 năm sau. Thật sự anh muốn hỏi cái cảm xúc của em khi gặp lại Linh thì như thế nào? Lúc đó là cái trong đầu em là chỉ có nghĩ về cái một cô thôi à. Không chinh phục được, không yêu được, không chinh phục được. Là cứ gọi là em mặc định trong đầu khi nào mà cái cô này nếu mà chỉ lấy chồng á. Thì lúc đó là em mới bắt đầu quen. Mới quen người khác. Đúng rồi. Còn nếu cô chưa lấy chồng thì em vẫn cứ chinh phục hoài luôn. Nó có khó khăn. Đâu, lúc đó là bạn này có bồ rồi. Lúc đó là khi mà em gặp lại bạn này á, là lúc đó em đã hết chưa hay là gặp hết lại rồi. Bạn này rồi em mới hết người kia? Dạ, đã hết rồi. Là lúc đó là em đang tâm trạng này kia xin status trên Facebook á. Lúc đó mới ăn là đang buồn quá rồi xong mới gặp lại bạn này đúng không? Khi gặp lại em thấy cái người đàn ông này sao? Em có cảm xúc dào dạt không? Từ hồi đó tới giờ mà anh chưa có quen ai, anh chờ có một mình em á, thì em thấy anh này quá đặc biệt rồi đúng không? Kiểu chung tình đó chị. Nhưng mà lúc đó đã yêu chưa? Hay là lúc đó dạ, chỉ lúc có... đó mới có xúc động thôi à. Tới năm thứ mấy thì bắt đầu em mới yêu cái người đàn ông này? 2013 gặp lại nè. Thì tới 2010 mấy em bắt đầu cảm thấy yêu người đàn ông này? Dạ cũng trong năm đó luôn á chị. À, 2013 yêu luôn. Em nghĩ là khi gặp lại là bạn này đã phải tranh thủ rồi, không thể nào giục mất em thêm một lần nữa. 5 năm sau. Nhưng mà lý do phải 13, sao tới 5 năm mới cưới? Mà 5 năm sau là mới cưới đây. Em là ở quê, cái điều kiện ở quê đó nó gọi là nhà không có điều kiện á chị. Em mặc định đầu là để xây một cái nhà khang trang cho ba mẹ. Rồi sau đó công việc thì mới cưới. Có chung sống, có sống thử với nhau trước đám cưới không? Bọn em lên Sài Gòn và bọn em ở cùng phòng trọ. Là có sống thử không? Cùng phòng trọ cùng thôi chị, chưa có tiếp xúc. Chưa cho đụng chạm. Dạ không, em không cho. Sống chung trong bao lâu trong cái phòng trọ đó? Tầm hơn 1 năm á. Hơn 1 năm mà. Dạ. 2 năm nữa hả Trung? Mà cô ấy không cho đụng chạm. Nó không có cho em làm gì luôn á. Đâu thì mình làm cái gì mà làm phòng ngoài thôi. Trời ơi vậy hả? Vậy mà em bộ. Giữ cho đến ngày cưới luôn. Dạ. Bây giờ đã yêu nhau mà ở chung với nhau mà không cho một cái gì cả. Anh hỏi cái tâm trạng của em á, mỗi đêm về em có bức bối trong lòng không? Chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi, cho mình không thể nói được rồi. Mình rõ ràng mình, luôn rồi. Mình yêu cũ quá thì mình phải chấp nhận. 7 thôi, năm trời đúng không? Thì là em chỉ có để dành cho cái đêm đó thôi. Nghĩa là vợ muốn rồi đó. Thì nhiều lúc mình muốn nha, khi mà vô là mình nghĩ tới vợ, mình thương mình không có đỡ. Rồi chị hỏi em nha, xong cái đêm tân hôn rồi, hai đứa đã hoàn toàn thuộc về nhau rồi, thì em có thấy là em bị phí của trời bao nhiêu năm không? Cái này chị hỏi thiệt. Dạ thấy cũng hơi tiếc đúng không? Không? Rất nhiều những người đã bị cái trường hợp như vậy và cảm thấy là bởi vì cái đó nó là tạo hóa họ ban phát cho con người, nó giống như là một món quà của thiên nhiên ban tặng vậy đó, mà tự nhiên mình không thừa nhận cái món quà đó, xong mình tự mình phải khổ hạnh với bản thân mình. Khi tụi em đã thực sự yêu nhau rồi và hai người, cái người này đã chung tình với em tới cái mức đó rồi và chấp nhận sống chung một nhà trọ rồi mà đè nén cả năm trời như vậy,
tự dưng á mình thần kinh mình bị tê liệt luôn á, cái đó chị nói thiệt. Bây giờ đè nén đúng không, nhưng mà bây giờ muốn hỏi là cái đêm tân hôn á là nó có trơn tru, nó có suôn sẻ không? Dạ vì hai đứa cũng là lần đầu của nhau á nên lây hoay miết là không làm được ăn. Thì đó chắc chắn rồi, là đêm tân hôn không có rồi. Dạ đêm tân hôn không có, không có suôn sẻ. Dạ phải qua đêm hôm sau chứ đêm đầu không làm ăn được gì hết trơn. Sáng ra phụ huynh có hỏi điều gì không? Dạ chắc ở nhà cũng biết. Giờ là hai đứa là lấy nhau được coi như là tổng là mấy năm rồi? 2018 chứ. Là 2 năm quen nhau là mấy năm trời luôn. Bây giờ là được hai một bé chứ? Dạ hai bé. Hai bé luôn. Dạ. Một bé lớn thì mấy? Dạ em sinh đôi. Sinh đôi luôn. Trời ơi. Đã quá vậy. Dạ. Hèn chi bây giờ là ở nhà phải có bên nội. Bên nội là về ngoài. Em ở Bình Định nhưng mà là em ở nhà chồng hả? Dạ em ở nhà chồng. Vậy hả? Vậy thôi chúc mừng. Để hai bé trai hay là hai bé gái? Dạ, hai bé trai. Trời ơi, đã quá. Vậy là đó. Rồi bây giờ nè, nghe. Cái thời gian coi như các bạn yêu nhau rất là lâu. Dạ. Và bây giờ là lấy nhau và bây giờ có hai mặt con như vậy. Bây giờ anh muốn hỏi là bây giờ cái cuộc sống của hai đứa bây giờ là có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Chồng của em là chỉ có một tật duy nhất là anh nó nhậu rất là nhiều. Vậy hả? Lý do gì mà em nhậu nhiều? Có bị nghiện nhậu không? Dạ không anh. Nếu ở nhà thì muốn không hết được 1/3 lon bia. Nhưng mà ở ngồi đi gặp bạn hay đi giao lưu trong cái mối quan hệ mình làm ăn á thì một thùng thì chung là em cũng không biết nữa. Vậy đó hả, mà em uống bia thôi gì? Dạ đúng bia. Nhưng mà ví dụ như nếu một đêm mà em không uống thì sao, có nhớ không? Nó khó ngủ à, nhậu mà. Dạ. có về có gây phiền hà đến những người xung quanh không? Dạ anh nói nhậu về hả, nếu mà anh bảo em làm gì là em phải làm y cái đó cho anh, còn nếu mà em mà không làm là anh suốt ngày anh càm ràm phải làm được cho anh, rồi anh mới lúc đó là mới xong xuôi gọi là mới cho đi ngủ. Còn không là anh càm ràm miết luôn. Nên em biết cái tính của anh á, anh về mà anh nói em ơi làm cho anh cái này, em ơi làm cho anh kia là em lẳng em lo em làm. Rồi xong đó mới yên tâm. Dạ. Coi như ổng khi nào ổng ngủ thì mình mới ngủ được. Còn nếu mà mình không làm á là ổng càm ràm. Ổng làm nó miết cho mình làm luôn á chị. Bao lâu em mới về thăm vợ? Sáng về một lần. Sáng về một lần. Về có tranh thủ thăm vợ không hay là đi nhậu? Dạ cũng đi nhậu anh. Ủa gì kỳ vậy? Tháng về được có một lần mà không chịu ở nhà với vợ với con mà lại đi nhậu là sao? Em trốn mà bạn nó tới đó bắt luôn. Dạ. Thăm ông bạn bán kem luôn. Không, bạn bán kem thì nhậu ở trong này rồi. Còn vợ em có tật xấu gì? Vợ em thì hay cằn nhằn. Cằn nhằn. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Cằn nhằn với càm ràm thôi. Càm ràm, cằn nhằn. Có nghĩa là em đi nhậu về là chắc là bị vợ cằn nhằn đúng không? Dạ. Rồi em mong muốn chồng em thay đổi cái gì? Em thì chỉ mong muốn là chồng em là nhậu ít lại thôi và đi về đúng giờ cho em. Còn em mong muốn vợ thay đổi gì? Em chỉ muốn vợ là lắng nghe, biết lắng nghe tí. Lắng nghe em? Cả em và bên ngoài nữa. Dạ đúng rồi. Vậy đó. Nhưng vợ lúc... em cứng đầu lắm hả? Cứng lắm. Dạ. Cứng đầu lắm phải không? Cứng, dạ. Rồi bao lâu nữa thì em có ý định là sẽ đưa vợ con lên Sài Gòn ở chung? Chưa, tại vì còn dịch á, em cũng ngại lắm. Em đưa con về quê là mục đích là để chăm cho nó không khí rồi. Đúng rồi, cứng cáp. Hiện giờ hai đứa đang ở cái tình trạng gọi là yêu xa đó. Chị nghĩ là em nên dành cái thời gian mà một tháng ngắn ngủi của em mà được một ngày đúng không? Được ngày hay là ngày rưỡi hay hai ngày? Em về tầm khoảng 4-5 ngày á. Để dành cho vợ với lại con đi. Con tới một cặp lận. Ví dụ mình có một đứa mình chừa cho nó, giờ mình phải thời gian mình nhân gấp đôi lên vì mình thấy hai đứa lận đúng không? Dạ. Rồi thêm đứa vợ nữa là ba đứa con đó. Dạ. Thôi bạn bè ít thôi, ví dụ về được 4 ngày thôi cũng cho chồng đi gặp bạn bè nửa buổi đi. Dạ cái đó mình chấp nhận được chị. Nha em nha. Dạ, dạ. Chúc cho các em đó, ngoài đúng cái việc là giữ hạnh phúc thì anh chúc cho các em như là có nhiều cơ hội và có những cái may mắn nó đến.